Tại sao? Tại sao kêu anh nhịn cái này nhịn cái kia? Rồi bây giờ anh đau bao tử anh không chịu được. Nói xong rồi phải chườm cái này chườm cái kia lắm. À cái vụ chườm, chườm là ông Ròm. Để em kêu ông Ròm ra nói chuyện với anh. Ê khoan, à, ngoài đứa, ê khoan 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 hai đứa. Rồi hai đứa ra đây luôn, hai đứa ra đây luôn. Thông rồi không, bây giờ là đẩy qua đẩy lại như vậy đó hả? Không phải, tối hả? Không phải, cho tụi em nói. Thực sự là tụi em có chỉ anh. Đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là ở anh. Đúng vậy. Tại vì tụi em đâu phải là chuyên gia đâu. Phải rồi. Nhưng mà anh hỏi thì tụi em cũng trả lời thôi. Mình với lại mình phải là biết tiếp thu. Đúng biết rồi. Lắng nghe bây và giờ biết sàng lọc lại những cái vấn đề trong cuộc sống này. Nhưng không phải ai nói gì mình cũng tin. Anh hiểu không? Tại vì em biết là anh muốn được Ròm như ông Ròm. Đúng. Nhưng mà anh không hiểu. Không hiểu. Ông Ròm là thuộc cái cơ địa rồi. Bữa là em là chỉ anh là một ngày là phải uống 3 ly nước chanh. Mà chanh là phải thiệt là chua. Mà uống cái lúc mà mình đói nữa. Đúng rồi. Trời ơi em ơi anh uống vô. Lúc đầu thì chịu được nha. Một ngồi nó cồn cào nó chịu không được. Rồi xong rồi ăn vô gì ói ra hết. Còn em chùm nước nóng. Trời ơi nóng bình thường em không chịu. Em kêu anh phải nóng vô. Anh phải nóng hơn nữa cho nó mới tan mỡ. Nó nóng mà bây giờ là anh cảm giác là nó vẫn còn nóng mà nó đổ mồ hôi luôn nè. Anh... Thì anh đi bác sĩ đi chứ tụi em không biết đâu. Ủa rồi bây giờ chỉ tầm 7 tầm 3 thì phải bây giờ chịu trách nhiệm với tôi chứ bây giờ. Ủa gì vậy trời ơi. Gì vậy trời. Cuộc đời anh là anh phải chịu trách nhiệm chứ tụi em biết. Bây giờ hai đứa không chịu giải quyết cho đúng không? Anh sẽ đi mét sếp của hai đứa. Sếp hai đứa. Anh sẽ mét bà chính. Để cho bà chính bà xử lý cái vụ này. Buông ra coi đừng có nói gì hết. Tôi phải xử tội hai đứa này. Bà chính không xử lý cái vụ này thì không được chết. Buông ra coi. Đó hai đứa coi. Để tôi xử. Để tôi xử. Kêu tôi có mặt tôi mà sao không coi tôi ra cái gì vậy. Nói là để tôi xử. Kêu tôi thì để tôi xử. Chính mới tới con đi làm nước cho chính. Nói chuyện gì xử. Xử liền nhầm con chính. Chuyện gì con muốn kiện hai đứa này về cái việc là xâm hại sức khỏe của con. Là sao? Nó chỉ con cái cách giảm cân mà con giảm cân không thấy con giảm cái sức khỏe không? Bây giờ là mặt mày xanh xao té mét ăn vô ấy ăn vô. Ảnh mấy cái đó hỏi đây là bách khoa càng thương đi hỏi tụi con chính. Bởi tụi hả? Con đâu biết đâu. Tại mình không biết thì mình đừng có chỉ. Bây giờ giảm cân mà an toàn không phải như là uống chanh chua mỗi sáng là nó cồn cào bao tử nè, nhịn ăn nè, hoặc là uống thuốc giảm cân nè, mấy cái đó rất là hại cho sức khỏe. Nghe lời chính nè, tập trung chú ý ăn nhiều. Năm thực phẩm dưới đây. Thứ nhất là trứng. Thứ nhì là sữa chua. Thứ ba là trái cây. Nhưng nhớ những trái cây mà có muối đó, giống như là cam, quýt nữa, mình tắt muối ra mình ăn đó. Thứ tư là trà xanh, uống nước trà xanh. Và thứ năm là rau xanh. Rau xanh là có cái gì? Là có là rau bina nè, rồi cá nè, cá này lại bông cải xanh đó. Và nhớ khi mà mình đã ăn được năm thực phẩm đó rồi đó, rau xanh củ quả rồi, thì hạn chế ăn thực phẩm chế biến với lại đường. Mập á nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Nó vừa bị mỡ trong máu nè, rồi bị các thứ bệnh như là tiểu đường nè, rồi tim gan nè, huyết áp rồi đó. Cho nên á cố gắng theo lời chính đi là con sẽ giảm cân tuyệt đối an toàn. Hay quá chính ơi, hai đứa nhớ năm món đó chưa? Đi ra chợ mua liền cho anh. Ủa tại sao ta? Vậy thì đưa tiền đây. Làm sao để có thể loại bỏ những cái mỡ dư thừa trong cơ thể của chúng ta thì mọi người nhớ lưu ý 5 loại thực phẩm mà chúng ta phải thường xuyên ăn nha. Đó chính là trứng nè, sữa chua nè, và các loại trái cây có muối như là cam, thêm nữa là trà xanh, và cuối cùng là các loại rau có màu xanh như là rau diếp cá nè, rau bina, bông cải xanh. Chưa hết đâu nha, bên cạnh đó chúng ta cần phải điều chỉnh cái lối sống và cái lối sinh hoạt làm sao cho hợp lý, tập thể dục nhiều, và nhớ đặc biệt nha, hạn chế ăn những cái thực phẩm mà đã qua chế biến và đường, bởi vì đường là một trong những cái thực phẩm khiến cho rất là dễ bị rất là dễ có mỡ nhiều. Và một điều cuối cùng nữa mà muốn nhắn nhủ với mọi người là khi mà chúng ta có cái lượng mỡ quá nhiều thì rất là dễ bị các căn bệnh về tiểu đường nè, và một số bệnh khác cũng rất là nguy hiểm. Cho nên mọi người nhớ lưu lại cái thói quen này để chúng ta có thể loại bỏ những cái mỡ dư thừa của mình nha. Chúc mọi người thành công.